Các cơ quan, doanh nghiệp thường có rất nhiều tài liệu giấy được lưu trữ trong thời gian dài, dễ bị nấm mốc và vi khuẩn cư trú. Tài liệu dạng giấy hoặc các đồ vật được nhiều người sử dụng trong cơ quan, doanh nghiệp có thể là các vật thể trung gian gây lây lan dịch bệnh được truyền từ người này qua người khác. Bên cạnh đó, việc nhận các tài liệu dạng giấy hoặc các đồ vật từ các nơi khác đến có thể dễ dàng bị dính virus trong quá trình vận chuyển, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay. Khử trùng tài liệu và đồ vật trong cơ quan, doanh nghiệp là biện pháp hiệu quả trong quá trình phòng chống các dịch bệnh nói chung và dịch Covid-19 nói riêng. Máy khử trùng tài liệu Maytag BS-1700 khử trùng được đa dạng các loại tài liệu như tờ rời, công văn, thư và các loại thiết bị như chuột, bàn phím, điện thoại. Được kiểm định chất lượng quốc tế với chứng chỉ SGS, bạn chỉ cần một thao tác ấn nút và chờ khoảng 30 giây. Với hệ thống quạt khí kết hợp với đèn tia UV, tài liệu được khử trùng cả ở bên trong và bên ngoài. Sản phẩm sử dụng công nghệ khử trùng bằng tia UVC với bước sóng 253,7 nanomet, tiêu diệt đến 99,99% các loại vi khuẩn như E. coli, Golden Star. Đặc biệt, tia UVC có thể tiêu diệt được các virus gây ra bệnh SARS-CoV-2. Với công nghệ khử trùng bằng tia UV không tác động và làm hư hỏng đến tài liệu, đồ vật, máy khử trùng Maytag chắc chắn sẽ là một giải pháp tối ưu cho các cơ quan doanh nghiệp trong mùa dịch hiện nay.